Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào, và không ai là có thể biết hết được những điều này cả. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từng điều thú vị này trong video clip sau đây. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Quý vị và các bạn thân mến, xung trận như vũ bão nhờ cách chữa liệt dương bằng rễ cau. Chữa liệt dương bằng rễ cau là một bài thuốc dân gian có nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm và lại còn rẻ tiền. Nhưng hiệu quả mà nó mang lại khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Và trong video clip lần này, mình sẽ chia sẻ tới các bạn những cách dùng rễ cau để chữa liệt dương chuẩn nhất. Cau là một loại cây thân thuộc, gần gũi với chúng ta. Nếu bạn mới chỉ biết tới tác dụng dùng làm nguyên liệu ăn trầu hay là trồng làm cây cảnh của cau thì thật quá là thiếu sót. Cây cau còn có thể chữa được bệnh, cụ thể là người ta chữa liệt dương bằng rễ cau. Rễ cau sẽ dùng để chữa liệt dương không phải là một loại rễ mọc sâu dưới đất, mà cần chọn loại rễ có màu trắng mọc trồi lên trên mặt đất, nhiều vùng gọi là rễ cau nối. Lấy rễ của cây cau càng lâu năm thì càng tốt, ít nhất là 5 năm tuổi trở lên mới có hiệu quả. Một số cách trị liệt dương bằng rễ cau phổ biến. Thứ nhất là sắc nước uống. Các bạn đào lấy phần rễ cau núi mang rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi bảo quản trong túi ni lông kín. Mỗi ngày lấy khoảng 10g hãm với 400ml nước cô đặc còn 100ml, dùng thay cho nước chè. Cách thứ hai là rễ cau ngâm rượu. Tương tự như cách trên thì sau khi rửa cau đã được sao vàng hạ thổ thì bạn đổ và ngâm với rượu trắng theo tỷ lệ 1:5, tức là 1kg rễ cau tương đương với 5 lít rượu gạo. Đậy nắp kín ngâm khoảng 2 tháng thì dùng được. Rượu rễ cau không những giúp cho nam giới chữa liệt dương để kéo dài thời gian quan hệ mà còn dùng đều đặn mỗi ngày có thể cải thiện được chứng xuất tinh sớm. Mặc dù là chữa liệt dương bằng rễ cau được nhiều người áp dụng và phản hồi tốt, tuy nhiên nếu như bệnh đã nặng, tức là liệt dương hoàn toàn, dùng rễ cau một thời gian không có tác dụng thì bạn nên chuyển sang một phương pháp khác. Không nên dùng rễ cau trong thời gian dài, có thể gây nên tán khí, tổn hao phần khí huyết bên trong cơ thể. Bên cạnh đó là một số loại cây khác cũng có tác dụng chữa bệnh liệt dương. Tương tự như rễ cau thì mình cũng xin giới thiệu tới các bạn các vị thuốc có khả năng chữa liệt dương như sau. Đầu tiên là ba kích tím. Nhắc tới ba kích thì có lẽ là hình dung nhiều nhất trong đầu mỗi người chúng ta là hũ rượu ba kích dùng để bổ thận tráng dương, trừ phong thấp rất tốt cho sức khỏe. Bộ phận dùng để làm thuốc của ba kích bạn có thể dùng ở cả hai dạng khô và tươi. Trong củ của ba kích thì có nhiều hoạt chất glucoside, axit hữu cơ, phytosterol, nhựa, đường và một chút tinh chất, đặc biệt là rễ. Còn kích tươi có thể có chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe sinh sản của nam giới. Đông y cũng thường dùng ba kích vào các bài thuốc giúp tăng cường chức năng sinh dục nam giới, chữa bệnh huyết áp, cải thiện chứng mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm. Thứ hai là sâm cau, còn có tên gọi khác đó là tiên mao. Vị thuốc này mọc ở nhiều tỉnh miền núi, đặc biệt là Hòa Bình. Vị thuốc này rất tốt, song chưa nhiều người biết tới nên sản lượng trong tự nhiên vẫn còn rất nhiều. Chất lượng tốt, củ sâm cau này thì dùng tốt nhất là khi được thu hái vào khoảng tháng 11 hàng năm. Củ sâm cau bên ngoài màu đỏ, thịt màu trắng, có mùi thơm đặc trưng, dùng khô hoặc tươi đều được. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sâm cau có thể giúp cho nam giới tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao khả năng thích nghi của nam giới trong điều kiện thiếu oxy, kích thích sản sinh hormone sinh dục nam. Mỗi ngày thì bạn nên dùng khoảng 20g dưới dạng ngâm rượu hoặc sắc lấy nước uống, dùng với mục đích bổ thận tráng dương thì nên thái nhỏ, sao lên để đạt được hiệu quả cao. Thứ ba là nấm ngọc cầu. Cây nấm có màu đỏ tươi, nhìn giống như dương vật của chó nên mới có tên gọi này. Loại nấm này chỉ sống được ở vùng núi cao trên 1.700m, khí hậu lạnh quanh năm. Người dân sẽ thu hái cả cụm nấm vào khoảng tháng 7 đến tháng 12 hàng năm, dùng ngâm rượu tươi hoặc phơi khô, dùng lâu dài. Nấm ngọc cầu có vị ngọt hơi chát, bạn nên ngâm chung với mật ong để dễ uống hơn. Hoạt chất protoxin dồi dào trong nấm
sẽ giúp cho cơ thể kích thích sản sinh hormone sinh dục nam, thì bạn sẽ cảm thấy tăng ham muốn nhanh hơn bao giờ hết. Và trên đây là cách để chữa liệt dương bằng rễ cau và một số loại thảo dược nam khác, hy vọng sẽ giúp cho các bạn mau chóng tìm lại được phong độ để làm hài lòng phái đẹp. Cau là một loại cây quen thuộc với người Việt Nam. Quả cau thường được dùng để ăn, trầu. Bên cạnh đó thì cau còn có tác dụng chữa bệnh mà không có nhiều người biết. Các bộ phận dùng làm thuốc chữa bệnh của cau. Cây cau thì là một loại cây khá quen thuộc, được trồng nhiều ở vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đặc biệt ở nông thôn và các tỉnh miền biển. Cây cau có nhiều bộ phận có thể chữa được bệnh, như là vỏ cây, rễ cau cho tới quả hạt. Trong đông y thì hạt cau được gọi là binh lang hay là tân lang. Vỏ quả cau được gọi là đại phúc bì. Hạt cau có hai loại, đó là kê tâm tân lang, tức là hạt cau giống tim con gà, và thoa thân tân lang, tức là hạt cau hình thoi. Trong đó thì kê tâm tân lang có tác dụng dáng khí tốt hơn thoa thân tâm lang. Quả và hạt được lấy cách đợi sau chín thì đem vỏ và hạt sấy hay là phơi khô. Hạt cau khô khi dùng cần ngâm với nước 2-3 ngày. Mỗi ngày thay nước một lần, vớt ra để ráo rồi đem thái thành miếng nhỏ, sấy ở nhiệt độ 40-50 độ. Vỏ cau khi dùng thì ngâm với nước trước một đêm rồi xé tơi, đem phơi hoặc sấy, hoặc có thể là ngâm rượu nấu cao. Trong hạt cau thì có nhiều tannin, dầu béo và đường, và có một loại ascorbate và arachidonic. Hoạt chất này thường hay kết hợp với tannin. Tác dụng của quả cau đối với sức khỏe của con người. Theo phân tích thì hạt cau có chứa arachidonic và arachidonic, có tác dụng làm tăng tiết nước bọt, tăng tiết dịch vị, tăng tiết dịch ruột và co đồng tử, làm giảm nhịp tim, tăng nhu động ruột. Liều thấp có tác dụng kích thích thần kinh, liều cao gây ức chế. Bản thân arachidonic độc, nhưng khi ăn trầu do có vôi và nước bọt trung hòa nên arachidonic được chuyển hóa thành arachidonic không độc. Theo đông y thì hạt cau có vị cay đắng, tính ấm, quy vào hai kinh đại trường và kinh vị. Hạt cau có tác dụng giáng khí mạnh, á ứ trệ. Hạt cau có thể kết hợp với đinh hương, sa nhân, trần bì, đậu khấu và có tác dụng kiện trì, kích thích ăn uống, dễ tiêu hóa, chữa chứng ăn không tiêu, mụn trướng, ợ hơi, ợ chua. Để có tác dụng tốt thì các vị thuốc khác nấu thành cau lỏng, còn hạt cau thì thái lát nhỏ uống sau cơm chiều. Ngoài ra thì hạt cau cũng có tác dụng diệt ký sinh trùng. Nước sắc hạt cau có tác dụng làm tê liệt sán ở phần đầu. Hạt bí ngô có tác dụng làm tê liệt phần cuối và phần giữa của sán, nên hay kết hợp hạt bí ngô, hạt cau để chữa sán dây. Ngoài ra thì hạt cau còn có tác dụng tẩy kẻ run móc, run đũa và run kim. Tác dụng của vỏ cau. Vỏ cau hay còn gọi là đại phúc bì có vị cay ấm, quy vào hai kinh tỳ vị. Theo đông y thì vỏ cau có tác dụng hành thủy, hạ thủy, chữa phù lề, đầy trướng, chữa cổ trướng, tiểu tiện khó, viêm thận. Khi mà dùng thì cần cho vỏ cau vào túi vải để tránh uống phải sợi của vỏ cau. Tác dụng của rễ cau. Rễ cau trắng, sao vàng, sắc uống, có tác dụng cường dương. Tuy nhiên thì không nên dùng nhiều, sẽ ảnh hưởng tới phần khí trong cơ thể. Rễ cau non kết hợp với rễ cây dâu tằm, rễ dừa, sao vàng hạ thổ, thêm một nắm cỏ mần trầu, miến lau, lá kim thất, đường phèn nấu uống thì sẽ có tác dụng chữa sỏi thận. Chúc các bạn áp dụng các phương pháp thành công.